chào bà con. Thì buổi chiều hôm nay sau khi lễ tang lễ thì mình với mấy chị sẽ làm một buổi tiệc ăn mừng, không phải ăn mừng, một buổi tiệc chung vui thôi. Giờ mình đi theo chị này để hái bắp chuối. Chị mới đi chợ về hả? Nãy ai mà biết cái gì? Trời trời, ướt cái này. Nó muốn để làm đâu mình mặn á. Cho mình một phút ở đây đó. Nên mình ra đằng sau vườn của cha để hái một cái bắp chuối. Thì chị này hai bắp chuối. Đi làm gì vậy? Đi hái bắp chuối chị. Đằng sau này nè. Không thấy cây chuối hả? À thấy chuối rồi. Nó chuông nhà thờ rồi, đã gần tới giờ lễ rồi. Thấy không chị? Đâu ta? Thấy chưa chị? Thấy rồi. Để em. Đâu rồi? Đây. À rồi, bắp chuối. Thấy tí trộn gỏi. Được nữa. Chắc chị lên hàng rào chị đứng như vậy đó. À, đúng rồi. Leo luôn. Thì leo luôn đi. Lên vui như vậy. Cái bắp chuối. Đây. Đây. Cô có cái đó đăng lên tivi hả cô? Không có, con không có đăng tivi con ơi. Vui chơi làm hết con. Rồi, bắp chuối đây để em coi. Bắp này cũng nhỏ. Nhỏ tí à. Để ngồi đi qua bên kia mép bên kia coi còn bắp nào không? Còn bắp chuối nó ngon. Đúng rồi. À không rồi, thân cây chuối nó cũng ngon lắm. Không là cây chuối với giá nha. Ừ, em thích ăn thân cây chuối á. Nó ngon ngon hơn là bắp chuối luôn á. Dạ có đi có cái góc chuối nhỏ nè. Hái vậy không cần xin cha hả chị? Mình ăn ngoài xin hai. Đó, vườn đây mình có cái gì thì chọc vô rồi ăn. Nên mình qua bên này thì có nhiều chuối nè, không biết còn bắp thêm bắp chuối nào nữa không, tại cái bắp nó cũng nhỏ á. Nếu mà không có bắp thì có thể chặt cái thân cây chuối. Đi vô đi coi Út coi. Không có phải không chị? Ừ, không có mua thì mình ra mình chặt cây chuối. Dạ. Giờ là có giá rồi nè. Dạ, vậy trộn gỏi với lại bắp chuối không chị? Ừ. Cá keo nữa nha. Cá keo chứ. Cái gì vậy? Cá keo. À, cá keo. Để chị đổ sao? Sống không ta? Y còn sống kìa. Sống nó kèo nướng nó ngon. Con cá kèo nhìn nó giống giống con cá thời lồi. Ừ. Con chồng họ đó quá. Dạ. Mà cá thời lồi giờ hiếm lắm. Đây con vịt mình mua để mà làm mà luộc á, nấu cháo ăn gọn. Người ta đang trụng mà kêu người ta sắp xếp đi về. Mấy chị kia đang mất tiêu hết rồi nha. Dễ cho mày. Nồi này để luộc vịt hả chị? Nó đang cháo gạo rang, cháo gạo rang nó ngon hơn mình không rang. Rang á, mình nóng nó mau nở lắm. Dạ. Nó mà nở rồi da bút bút ngon lắm. Dạ đúng rồi. Mình rang cho nó vàng vàng xong rồi cái mình luộc vịt đồ chín đi ha. Dạ. Mình thả vô chút xíu là nó nở ngon á. Dạ. Không cần phải nóng lâu, nóng lâu quá nó nhựa nhiều. Thấy con vịt đó còn lông con quá trời luôn. Ừ. Thấy làm cũng mà nè. Mau lắm đó. Dạ. Mau lắm. Có gà là mình mau. Mà mổ quá. Phải có nhỏ em đi làm dẫn cái em gà lên dẫn phái quá. Dạ. Mua là một lần 10 con, 15 con, nước con gì đó. Gửi. Dữ vậy? Gửi về đây mình mua mình mặn sẵn sạch sẽ mình gửi lên chợ.
Trời ơi. Bán ăn dài vườn á. À. Cũng như chẩn mình muốn ăn mà mình mua nó. Dạ, không được dài vườn nha. Ờ. Có mấy lúc mình mua có 100.000 ký giống như. Rồi mình mặn. Để lên chẩn nó ăn mua mắt mà lại không có đúng. Không có đúng dài vườn nữa. Bắt đầu bà đông, bà đập nước đá, bà đông đá. Đông đá bà để vô thùng gì đó, lên chẩn nó chia ra, đứa con con. Em về làm ăn hấp này kia ăn. Dạ. Yeah. Làm kiếm tiền nuôi con chứ đi làm rồi. Chồng chị cũng làm thợ hồ đó. Dạ. Năm nãy đó. Hai đứa, mấy đứa con chị lớn chưa? Đó, thằng nhỏ xíu nhấp nãy nè. Là nó ngoài đoàn chẳng tại hồi không nó đoàn nhà phải không? Đó, nó sẵn rồi, ăn sáng chiều luôn hà. Nhiều khi để thời gian ăn mình nấu hai buổi hết thời gian. Rồi xong rồi nè. Dạ, dạ, dạ. Đó, giờ vừa đó. Dạ. Vàng quá cái nó vàng quá mình nấu cháo thôi. Dạ. Mình biết thôi chứ ta chắc chưa đâu. Rồi chuông rồi đó là tới lễ rồi đó. Tới rồi 4 giờ chiều rồi đó chị. Dạ. Giờ chị bên đây cá kèo để chiều nữa, tí nữa mình nướng cá kèo. Dạ. Còn ở bên đây là con vịt, để một lát nữa mình nấu cháo vịt nè. Vịt này thì đem mần giữa chừng ăn chưa mần xong nữa nè, còn lông. Còn lông con rất là nhiều. Nó sạch được. Còn lông nhiều lắm. Ừ. Nhổ giữa lông vịt chứ nó cũng đau lắm. Nè, cái đầu lông quá trời lông luôn. Vịt. Vịt ăn đá luôn á. Phải biết trước á chị mua vịt sim á. Vịt sim ngon hơn chị ha. Sim cưng thịt nhiều. Dạ. Còn vịt này thì nó hẳn bằng. Sẵn nhãn thấy thằng này nè, mà vịt sim thịt nó rẻ nó ngon hơn. Ra ngoài này chơi luôn. Cho biết mua. Mà làm như sợ. Này nè. Dạ. Nó mới sạch được. Cái này nó nhớt chỉ lắm nhớt thôi. Nhưng mà nó không phải kiểu cái này bỏ ra để là nó nhớt thôi. Thôi tới giờ lễ rồi cho em đi lễ. Xin chào bà con, thì hôm nay mình đang ở nhà thờ đó, thì mình với Kiều đi giúp cho anh Hòa phát quà cho bà con nghèo á, cầu nguyện cho bác Vũ Văn Tế, thì mấy chị giúp mình á, mấy chị ở trong nhà thờ, ở xung quanh nhà thờ thôi, coi như chị ở đây gần đây, rồi mấy chị cứ gần xung quanh nhà, còn chỉ còn có một con sống thôi. Rồi cái chị này thì nấu ăn trong nhà thờ, thì chị thấy hai tụi mình dễ thương quá cho nên là hả kêu ở lại ăn tiệc. Nay ăn cháo nè, nay nhà thờ sẽ nấu cháo vịt cho mình ăn. Ủa cháo gà chứ. Ý, có trái cây, ủa này chị mua hay là bẻ trong vườn ta? Mua, nãy đem về em lấy 2 bao đó. Ừ, chị thấy hai đứa phát quà dễ thương quá nè. Cho lại ăn ké một bữa. Dạ. À, sáng giờ tụi mình cũng chưa có ăn cơm nữa. Đúng rồi, sáng giờ có ăn gì đâu. Dạ. Sáng giờ hả, chạy đi mua đồ với lại phát quà mà cái bụng nó cũng không có đói nè. À, chắc nhờ cái chuối á. Nhờ chuối với nước trà đường á. Nhưng giờ không đói luôn, ghê thật chứ. Rồi này chắc làm lẩu, không cái này nướng này. Cái này nấu gì? Chuyện này làm nước mắm nữa, chấm vịt. À, vậy là mình mua vịt rồi đó chị? Hay là mua gà? Vịt, ở chỗ ông luộc, chỗ ông đó. Đang luộc à. Đó. À, vậy hả? Mới nói trước với mình là mình muốn mua con gà về nấu. Cho nên mình mua con vịt, người ta đang làm, hôm qua nó mới điện, được. Mình cầm về nãy giờ nó phải làm trước, tí mới sao không? Tại lát nữa tới giờ tối là tra hộp. Mình phải tranh thủ đây nè, con vịt nè. Ủa, mà tối mấy giờ tra hộp chị? 7 giờ cho hộp, 6 giờ cho hộp đó, cho ăn với mình được, nhưng mà 6 giờ 7 giờ là hộp lâu không chị? Hộp trong vòng tiếng nữa nè. Nè, con vịt nè. Ồ, vịt đã gì? Đó, con vịt đang làm hồi nãy mình làm không kịp cho nên nhờ người ta nhổ lông giùm nè đó. À. Nãy giờ nhỏ cháu nó nhà nó trụng vô nè. Quá trời ngon rồi. Đó.
Vịt ngon dữ. Con vịt này con vịt vườn của người ta ở đây, mình đi mình đi lễ cho nên mình mới mới nhờ người ta nhìn nãy người ta nhổ lông nè. À, dạ. Chứ để mình về mình nhổ nó không có kịp, tại giờ chiều nay cha hợp biết không? Dạ. Chiều nay cha hợp cho nên chị sợ không có kịp. À, cái này là 5 giờ mấy, chắc mình nấu cỡ 6 giờ là bắt đầu. 6 giờ ăn đặng cho cha. Ủa mà chị ủa này có cháo không đây chưa chị? Chưa đây. Này, để này mới luộc con vịt cho chín nè, mình mới gắp con vịt ra. Con vịt ra gan gạo đây tí. Con gạo nó vô để nát cho chú cái gạo nghe. À là chị gan gỏi hả? Ở nhà nó nãy giờ nhà gan gạo. Để ra cái gan gạo này nấu cho nhanh nè. Cái này nấu cho rất là nhanh. Nè. Cho cái này ăn ngọt. Nào để vịt đó chín xong rồi gắp ra. Dạ. Gắp vịt ra mới để gạo vô, để núm vô. Thấy vịt thấy ngon quá. Vịt có thịt không đó? Dạ. Yeah. Thấy ngon ghê. Chứ nãy hả? Cô hết đi làm từ thiện, cô nói mình đi đâu dắt cô đi theo với. Đi đâu cô đi. Vô nồi tiếp rồi. Dạ. Đi đâu bắt nó đâu chứ cũng được chứ. Dạ. Ngày nào tôi cũng làm từ thiện, ba bữa nay tôi nấu cơm cha muốn chết sao bà không lợi. Ba ngày nay tôi làm muốn chết tôi. Nào nó điện tao bằng cái gì tao bỏ tao lên liền thiệt này mấy cô có con nhỏ hai chồng con mà à vậy hả vậy khỏe bà này không có con nhỏ mình nó con nhỏ ở kế bên mình đâu ủa nhà chị đâu chủ ở đây chị gần luôn kế bên trong bếp này nguyên cái nhà này mình quản lý cho cha ăn. Có cái chuyện ngoài mình ăn cay được á thì mình để riêng ra mấy con cho ăn này thôi. Mình ăn cay được thì mình cứ bình thường. Không ăn cay hay gì? Không ăn cay được á. Còn cay. Mình ăn được thì mình cứ bình thường. Cha ăn được không chị? Chứ còn chị ăn được đúng không? Đúng. Ở đây ăn cay chứ. Ai đây ăn cay? Mình ăn việc gì? Nó cái này lôi ra đó, đó nước riêng này sắp cũng chuối. Mình chừa lại mấy con. Chừa cho em ít con. Để chị bắt chuối chị sắc chị để trên cái đó chị bào á, để trên giò nước á, vừa xả nước vừa bào nó không có đen. Chị lột ra đi rồi chị bào. Rồi gỏi vịt á. Gỏi vịt gỏi thêm giá nè, bắp cải nè, mình để vô đó. Tại vì mình bắp chuối nhà có gì mình để có cái gì mình đó. Trà này trà rửa rồi cho nó sạch nhớ nè, nãy giờ ngâm nước đá rồi chết vậy. Ủa chị Ngọc nóng lại ta. À biết nó rồi. Biết rồi. Ngâm nước đá mấy sóc còn để gì nó tỉnh đó. Ngâm nước đá nó mới chia xỉu. Ngâm nãy giờ xỉu rồi nè. Thì rửa lại cho nó tỉnh lại á chị. Rửa là nó tỉnh nó định rửa lại nó tỉnh. Không, giờ ướt qua kia vô là nó lạc giọng cho. Đập nước đá để vô nữa đi. Trà rửa nó nhảy từ dưa đó. Rửa cho mấy con thôi. Gắp dành mấy con không cài đi. Gắp dành đi rồi để chiên. Bỏ lướt cũng được ăn nữa hả? Sống thì được. Gắp dành mấy con hè. Ngon dữ ha. Cá kiều ngon lắm. Mấy con sống hè. Mấy cá để vô nó mới chết được. Chứ không thể nào mà nó mà nó chết được. Tự nhiên đi con cá. Tự nhiên nó con kia ngâm nãy giờ chả lạnh. Sao mình cứ để chân lạnh lạnh nó sống lại. Giả bộ hay lắm. Chị sắp lại cái gì từ lúc. Ít là chị ơi. Út để nó đá rồi rồi sao ướp. Đây con ướp đồ nó chết à. Đá nhúng nhúng mình để cho đá nước cái này nhúng vô cái rồi. Cái chèo này mình phải ướp nước đá nó mới chết nè. Mình xỉu rồi. Còn không có lạc. Mũi này để mình ướp cá chèo nè. À. Chèo nướng nè. Bữa ác độc nó cha nói xong rồi ác. Mỗi ngày không có ác độc có đâu ăn. Phải ác độc mới có ăn chứ. Hay vịt này thấy đã ghê. Không biết. Ủa, mình chị không để gạo vô. Để gạo nè, đang để gạo. Nó mới nhừ. Gạo hả? Gạo mình rang để vô chút xíu là nó mới ra. Tại gạo mình rang sẵn rồi nè, mình chút vô nè. Chút vô chút xíu là nó bung bung lên là nó mau đó. Trộn gỏi với dắt sắc gỏi xong trộn xong là có ăn đó. Đó, chờ chút xíu đi nó. Chặt vịt bướm thì nó chặt trong gỏi. Nó phải nó phải con vịt mái nó mới có thịt nhiều nó mới ngon. Nó biết vịt bự mập. Hai ký mấy rồi. Gần 3 ký luôn. Như đi vậy con như quỷ con luôn.
này giống me á chị. À, cái nước me, cái nước ướp của nó. Cái nước ướp đồ nướng đồ thì sốt me. Hồi cái mình nướng vô mình cái mình nướng nước mắm trong gỏi. Có này quay được không? Được. Con lấy quay được nè. Nó nhiễm. Chà bằng gì? Chà bằng đồ chà nó có đâu? Trong đó. Em chà cho nó con. Cái chậu mình bào vừa đủ đủ đó. Con chanh sẵn, sẵn mình gỏi. Có bằng gì? Chà ngon dữ. Hiểu rồi, nhưng mà em phải làm nhanh chứ đi, hỏi xìa nó tỉnh lại. Nếu cái ông đỡ thì chút xíu ăn sao? Chị làm cái ống gừng. Ủa cái bếp ngoài này hả? Ừ cái bếp này, anh đây lấy cho em hai cái bếp. Nướng để gì hả? Để đại lên là thảy lên thôi. Hay là kẹp lại ta? Nó nghiêng kìa. Rồi, có thêm hai cục đặc nữa. Rồi vậy được rồi. Quéo. Cái này không tỉnh vậy không có kịp. Mình nướng cá. Cái này. Cái này mấy chị mua cá kèo về nướng nè. Nay lần đầu tiên mình ở trong ở đây mình đang tụi mình hai đứa mình đang ở trong nhà thờ cha có cái khu vực bếp để nấu ăn thì mọi người đang ngon không ngon đất kèo mà thịt cá kèo là ngon lắm. Ăn dưa sống lâu. Tự nhiên nó sống lại. Đừng sống lại. Cái bò chín này kìa. Đi đi rửa cái tô kia không? Giống con rắn không? Thiệt. Nhìn cái đó em hết rồi luôn á. Cái này nó ngắn quá. Nóng tay á. Nó gấp nước đá mà. Cái này là cá kèo nướng. Không có muối ớt. Cá kèo này không có cay, dành cho những người không cay ăn. Quá em ơi. Uống được không? Nóng quá. Nóng hả? Vậy là khách vừa hay vậy nướng vậy mau chín nha. Dạ. Thôi anh ráng chịu đi. Ủa cái cây nó thấp quá, anh nãy chị đưa hai cây lận mà. Còn cây dài nữa đâu? Thì không biết nữa. Cũng không áp lắm chị ơi, cũng chín rồi. Mình đưa hai cây, có cây dài thòn nữa. Vậy hả? Em không biết nữa. Nãy có cây dài nó không nóng. Cái kèo nó sống lại, cái em bưng ra ngoài đó, em để ngoài đó luôn. Anh ngó ngó rồi đó, có cây dài không? Nhanh nhanh lên đi, nó khét. Hết rồi. Quéo, quéo, quéo cái bọc. Cái này không ấy đó hả? Cái này không có cay chị. Cái gì đó chị? Dạ. Chưa, vàng mới được, sáng nha. Thêm chút chút nữa. Rồi, dính rồi. Bây giờ, chứ. Không được bỏ. Gì tăng?
Để nãy con đi mua gì rồi? Nãy con đi mua gì ạ? Chị làm nước mắm gừng hả? Thơm quá. Con này là có cay hay chị? Cái đó cay đó, ngồi ướp cho mình miếng. Cái đó của mình ha. Cái đó có sa tế, còn cái nãy không có sa tế. Dạ, nãy là cái gì ta? Cái đồ ướp nướng bình thường. À, cái không có, có loại không cay nữa hay chị? Không, ngay con muốn sa tế, ăn cay thì cũng để sa tế vô riêng. Ừ. Còn cái loại đó chỉ ướp nướng cho cái nước để mình ướp cho nó vừa ăn thôi à. À, chứ nó không có vị cay. Dạ. Đây nồi cháo nè, dạ. Chị đang nấu. Quá trời ngon. Chưa có người mua đó gì bác. Hồi này là con vịt nè. Đã chưa? Cháo mình gần chín chưa chị? Nó cũng nở nở rồi kìa. Dạ. Xíu mà ba lắm. Để vịt nguội cái chặt. Đổi rồi chưa? Chưa, để cái này út để gì vô vậy? Để đường đó, để đường dưới đó thì không không. Cái đó để nêm trộn gỏi hả chị? Trộn gỏi. Hết rồi nữa, cải rồi ha. Ờ, sắp ít bắp cải rồi chị, có mấy người à. Vừa thôi chứ nhiều quá ăn cũng không hết. Sáng em thấy đông người phụ dữ lắm luôn mà. Mấy người kia tao không lại gì á. Không lại hả? Chút đỡ xíu để điện cho Ngọc cho nó xuống. Dạ. Ngọc nó xuống. Chị về. Bà bào cái này thôi. Anh ơi, cái cá đó là nó ướp cái này nè. Anh để cho ráo đi. Đó, tôi nghe ra ướp rồi, không anh bỏ cái cục đá ra, bỏ cái cục đá ra rồi bỏ vô đây luôn. Ủa chưa lấy hả? Bỏ nước đá ra. Chết, tên chắc này nó mới chết rồi. Thì chứ lên bếp của nó sống lại. Cái mấy con nãy sao ạ? Con nhảy luôn, lên bếp của nó vẫn nhảy. Mất con này mất rồi, đẹp không? Ừ. Ừ, lên bếp mà nó còn sống lại được. Hấp dẫn nhiều vậy. Này rửa nó giờ nhiều lần rồi đó. Ừ, nhiều lắm rồi, sạch rồi. Thôi đi, ăn nó có nhớ nó mấy bổ. Nhớ cũng có bổ. Mà cá kèo là nó vậy đó. Đi tiệm người ta cũng vậy đó, người ta để nước đá vô cho à. Mình bưng ra dĩa luôn à. Chứ người ta đâu có ấy đâu. Còn mình muốn nó chết là nó chết luôn á. Người ta để sống người ta bỏ thẳng. Chào anh. Chào anh Út. Chào chú. Anh hai điện cho con Ngọc con hai. Chào chú. Xuống anh hai. Cái chú gì hồi nãy đi với mình nữa đó anh Toàn. Đó. Còn chú nữa. Anh Hai ơi. Còn một chú nữa đi chung nữa. Ông Hiền hả? Sáng ông Hiền có đi không? Chú ra nướng cái. Không ra không làm gì rồi còn ăn dụng nữa. Ủa còn cái đậu bắp đó để làm gì chị? Đậu bắp này chị nướng ăn dưới đó. À nướng. Đậu bắp tao mất vậy. Đó, cái dĩa này là không cay nè. Dĩa nè. Cá kèo không cay. Nước gì luôn, tự nhiên luôn. Mình để bên đây ha. Thì em để bên đây ha. Trời này quá trời lỡ. Nở rồi nè. Chút xíu nữa được rồi. Dạ. Dịt nè. Gan. Cái này là ngon cả. Ừ, cái này chưa vớt ra. Nói chuyện rồi gọi chị Ngọc. Ô, chị tên gì chị? Quanh. Chị Quanh. Chị Ngọc. Chị Dung. Dung. À, Dung Lùng. Dung gì Quanh gì Ngọc. Sắp tới sẽ có quen luôn đây rồi đó. Kiếm cái dao ra mình đập đi. Không có là bắp nữa. Đậu bắp. Thích ăn để vô nướng ăn. Đậu bắp cắp vô ăn. Ê. Có dao đó, có dao nãy chặt chuối thì dục đâu đó đó. Ừ. Cái ghế vậy. Không bẻ cho ăn. Này khí ngọt hay khí chua chị? Khí chua. Ôi, chua sợ lắm. Sao sợ kì vậy? Hết hồi cái khế lớn. Đó, nhảy nữa kìa. Vậy á mà nó còn nhảy đó. Nhảy nữa lần. Để đi em đem rửa luôn. Để cũng có mấy con nhảy nữa. Chồng đã đến. Rồi, xong dịp. Rồi là dịp nè. Ui da nó nóng. Quang này biết có lệnh gì không? Gì? Ủa, chị bả chọc lá đi. Ở dưới tao cho mẹ. Bả mua lồ, nếu bả không có lá, đến qua nhà thờ tao chọc, để mai tao chọc cho. Tao tập kể. Rồi, đó đó, mình
mình làm mình có tiền mình làm mình ăn rồi, không ai nói. Các vỗ bà vợ chồng của họ nè. Mình đặng xào cái này nha. Rồi bốn cầm cái hành đi rồi lấy mấy hành ra rồi xào rồi nó gom luôn. Mẹ cho lên cho cái cây nè. Mẹ nấu cái muối xứ nè. Tiếc con vịt rồi. Phải mình biết trước mình mua được vịt sim đó nó còn ngon nữa. Thịt dai không? Thịt nó nhiều, nó dày mà ăn thịt nó ngon á. Thịt sim nó đông nhiều, đông con á. Cái gì vậy? Hồi nãy đâu có mua làm sẵn đâu, nó đang kêu tập kệnh, ta mua sáng mai ta bán đó. Chẳng biết đá được. Thôi ngủ hai bà đó, coi hai bà đó qua chơi không? Chưa có ngủ thì chơi sáng giờ không có xong luôn. Gì đâu có biết gì đâu ngủ. Thôi có thịt, thịt nó ngon rồi nè. Cái thịt dày ghê. Mấy bữa trước có mấy con vịt trời rồi chị mới cho cha. Vậy hả chị? Trời trời ăn ngon lắm à. Vịt trời nó ngon, nó nhỏ 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 em mà. Vậy nó mà ngon. Ngon. Người ta mới cho cha rồi gọi nhiều cái vậy nè. Chị á. Chị cho cha cắt cho ngọc quan kia lại đây mình nhớ rồi. Có nào á, bữa nào không có việc gì cũng rảnh thì vô đây chơi. Điện thoại gì đó cho đi chết làm chịu tốt làm hả? Làm gì? Không có đây đâu, mình em hả? Ở thành phố hả? Em... Ba mươi tháng tư vậy không? Không, em ở nhà, cũng thường ở nhà lắm, ở quê lắm. Nãy giờ đi ghé thằng ấy ra nó ấy sẵn luôn à. Giờ mình làm miếng mỡ thơm, mình thử núm để cho cháo cho ngọt. Ủa gỗ. Hôm nay có gỗ trà bá luôn. Năm miếng mấy gỗ trà bá luôn. Con biết mình mới dành. Rồi. Mới để xong mà lu bu nè. Sẵn có ấy này. Mày chạy qua bển xem. Mày chạy qua bển giùm đi. Tại mới có làm mà mới chuẩn bị làm nè. Ta mới ra mình ăn đồ chiều là ăn đồ ta mới đẻ ra. Nhiều khi chưa có nhà thì người ta còn giúp mình. Đúng rồi. Mở cái này xong là không ai giúp nữa, giúp gì nữa. Khổ vậy đó. Thì khi mình nghĩ thà là không có nhà vậy mà ta giúp người hoài. Ngày được rồi. Quan trọng là mình có tiền mình ăn. Giúp đỡ không nhà đó. Cái nhà hôm sáng này thằng không nằm lại chỗ đó ha. Nó còn cái chị dâu nữa, không có. Dạ. Hôm đó nó có bệnh, hôm đó nó còn thành phố đó. Rồi là cái chị nó bị quất quế nằm ở đó đó. Rồi đài truyền hình rồi kia hôm đó nó cũng giúp. Cái gì? Do rồi bây giờ mình vợ cho đâu trên Củ Chi bước gì đâu chạy rồi. Rồi sau đâu cái này luôn cái gì đó nè. Bây giờ nó bị như này nè. Của ông Chính Đô La luôn. Em quay mai mốt chị mở lên chị coi nghe. Nhưng mà mới chỉnh xong cái đó con lên chị coi. Dẫn là tốt chú nhiều ngon. Dạ. Rồi xong rồi chụp gỏi xong rồi mình ăn được rồi không có bố. Ngoại nước rồi xong chưa? Ăn biết. Giờ ghê ấy cái gì á gấp ra lại lại. Một chút xíu nó mới xong được chưa? Thơm quá anh ơi. Cái này nướng ngon thiệt á. Có ngày cô có làm lứa không? Có. Ngày nào cũng làm vậy hả? Không đủ cái từ thiện à, ba bốn người hai cha hai gái mở thành phố chơi rồi lập gia đình hết chị cô à, có sắp sửa mà nhỏ con gái sắp sửa tháng năm còn thằng trai út thì gần tết yeah. Mở thành phố hết có mấy anh mấy chị chắc thành tài hết thành tài hết cũng đỡ chú
bởi vì cô mới có thời gian đi làm công tác từ thiện. Đúng rồi. Nghe nhiều phúc của cha mẹ để lại. Kệ mình nghĩ mình cũng có của mình có trong. Dạ. Nghĩ sao là nghĩ cô. Dạ. Cô xin có sức khỏe được vậy. Dạ đúng rồi cô. Khỏe là vàng á. Lớn tuổi rồi sức khỏe là vàng. Ngò để vô là xong. Đổi bụng. Nghe mùi thơm là chịu sao nói. Mình làm mình phải tự tin nhé. Thật nhà em mà không có đi thức và từ thiện là nhà mẹ em với lại vợ em cứ ra nấu ăn em quay hoài vậy đó. Tại vì ngoài những cái clip từ thiện thì em quay sinh hoạt gia đình không à. Thực tế qua đây làm clip nhiều. Qua đây phát quà xong rồi. Ăn chơi các bạn. Không có dịp nào đứng dẫn chứ. Không cũng chơi vui. Chơi là báo danh trước là chị cũng phải chờ cái chơi á. Biết vậy mình nấu đồ ăn trước. Qua là có ở đây là để xong ăn. Bữa nay mình xong rồi mình vắt ra. Sắc ra sống đi ha, ăn. Chắc sao sống được ăn chứ đấy. Do cái vàng mới thôi, cầm cầm để ra. Để cho em biết cho anh á, em không biết cho anh thấy. Ô trên tủ á, trên tủ. Tại mới dẹp đồ sáng. Tập quá trời. Muốn ăn vịt ngon thì phải lựa vịt bự. Nhiều ký, nặng ký. Đã gì? Em bệnh cái nhỏ cháu nó vịt xiêm rồi. Thật vậy. Ok, xong cái bố tắm nữa, em qua ăn cơm luôn. Ông nghe ấy, ông qua bệnh cũ rồi đó, ông có tắm chưa biết. Hả? Tại ông qua ăn không? Tại đang họp rồi, ông tắm qua. Ủa, họp gì bệnh hả đi? Biết họp ở đây nè. Họp ở đây mà như ổng sợ qua đây gặp nhiều người tại lúc trước ổng làm trong đó đó. Mà tranh thủ mình ăn đi cho cha ăn cái gì. Người không họp mình dưới đây mình ăn nào cũng được chứ không sao. Dạ, yeah, thôi tôi qua đây đi. Phụng. Ăn phụng. Ăn ẩm ẩm gì đó cười lưỡi. Thấy đường không mà trời sáng chưng nha, thấy sáng không? Dạ, cũng có ánh sáng. Giữa hai đầu. Rồi, cái này ra xong rồi, con bưng ra ngoài luôn đi. Chắc được rồi, để chị vô ngồi cho Trang ngồi. Rồi, vậy đi. Được rồi đó. Rồi, rồi. Ngọc xuống không? Chết trưởng mà. Hả? Cẩm nấu cái bên này, bên này có xiên. Dạ. Bên này có ổ phải nhặt. Không. Cái màu gác hả? Đợi cho mình xử. Đó, tiếp cái ly bự. Gì chọt? Cái ly này uống chắc xỉu. Mới bị em chọt đó. Sáng giờ mình làm vậy công khai không biết thì mình đi ăn chậm. Đây hai người đẹp nướng cá rồi chưa lên. Chị ra cá nó chín rồi cái mặt
chết. Nhìn cái ly nổi da gà. Một ly một cái là dạ tôi uống nước đá hoài cha ơi. Đi đâu uống đá hoài á. Cà phê. Ngồi lên cái cho nó trợ cho nô quá. Cà phê ngọt ơi. Hoàng này thấy bự như thái bự. Vô tới giờ rồi. Thôi tí anh nướng nữa chị. Xuống dưới trà hộp rồi. Bỏ đại. Ô lát họ nướng nữa. Chị qua chị vô. Này quăng đồ bắp dưới đi. Lâu chín rồi. Chán đường đi nè bà nó bỏ chở rồi. Chụp sát vô rồi người ta nói cánh nhá. Ủa hôm nay hả? Đi hôm qua chạy về có gian xe về đó. Mình về không kịp hết ra. Tại vì con chạy lên chở xong rồi bắt đầu chạy về luôn. Ờ vậy là tốt rồi. Muốn về mà tranh thủ mà về không kịp. Tại vì ổng chở xe nó tới 4:30 nó mới chạy. Cái mình chạy về ra nó trễ giờ. Đúng ơi. Chạy về bỏ nè. Ăn kinh được rồi. Ăn kinh được rồi. Dưới rồi dĩa xuống dưới đó. Ủa? Nhà ừ. Dạ con qua trong đò. Qua đò đi tới chân sấy. Rồi đi sâu vô rồi. Trong cải gáo nữa. Nhà con ở đồng quê. Ở bên cải gáo hả? Dạ. Ủa? Nước xuống. Trời ơi. Nãy giờ tới đâu chứ mình. Dạ không. Con sâu trong ruộng á. Trong gáo. Chị uống đi. Cải gáo rồi. Tốt ở trong ruộng. Cải gáo sâu trong đó luôn. Cải gáo là mướn. Đó cái này của anh nè. Cải gáo thì chợ. Chỗ hồi giờ ông già ông đã xanh á. Không cái đó tuốt ở trong mình. Con này ở ngoài này, cà ráo ngoài này. Nghĩa là tới chợ nước thấy qua cầu rẽ trái. Dạ đúng rồi. Thì thẳng vô gặp một cái cầu trên đường đi luôn. Rẽ phải. Rẽ phải. Đó, rẽ ráo đó. Rẽ phải. Ờ đúng rồi, rẽ ráo đó. Của con chị. Đúng rồi, ừ. Như chế bên chị. Ừ, dạ một cái đường đó. Để cho em cái chén lên đi. Chạy chén anh đài. Ủa chén anh đâu? Ở ngoài. Dạ, chén anh này. Nãy giờ nó chỗ này xong. À, mấy cái đợt em đi là nhà chị ổng. Nhà chị ổng rồi, bù gà cho dạ đi đường đó đó. Bù gà con gáo, nhà chị ổng. Bù gà làm thuốc kia còn cá gáo ngoài này. Chạy về trên trển. Mời chị. Rồi thôi mời chú. Dạ. Cảm ơn cha. Cảm ơn mấy chị giúp em hoàn thành nhiệm vụ. Không cần đâu. Rồi vô. Rồi chị nướng nè. Chị nướng cho nó ngon nha. Rồi chị nướng cho nó còn mấy tình thao làm nữa đi, người ta khổ cảm ơn. Dạ con nếu mà làm thì thôi để lựa ngày cho cha rảnh cho ta. Em nay cha đi làm đi cái ấy. Ừ mình tốn ngày không. Đổ về qua ăn cơm. Để bây giờ đó. Mà cháu đây. Cháu ngon quá trời. Ăn cơm. Ăn cơm chưa? Qua đây ăn cá chèo nướng hả? Ăn cơm chưa? Biết đâu nãy giờ điện không bắt máy tưởng đâu rồi. Ủa còn chị Vũ qua ăn cho vui. Đi. Chứ bỏ qua sao quá em. Đi qua chơi. Cho nhỏ. Chứ nhỏ qua ăn luôn. Chị ba. Trong qua chơi. Ở ở đây ăn được không? Thợ nấu đá không được. Ngon thợ nấu mà ít gì là nấu là bắt. Ừ, ờ, đúng rồi. Chị nấu cho. Dạ. Nấu đá thì dở. Tao ăn qua ăn cho vui. Được. Bác. Rồi, cảm ơn đỡ hao, đỡ hao. Dạ, nãy không lấy cây chấm. Ôi, chấm. Chấm người ăn là không thích ngu luôn á. Dạ. Ăn đi. Con thịt. Nè. Đi, tao uống bà ổng hút không mà. Tao uống đi, uống bà ổng hút, sợ gì. Hôm nay cũng ngọt quá nha. Ừ. Hôm nay chiều mẹ ăn cái gì cũng ngon cho. Mình có mà. Có ăn sáng gì đâu có ăn cơm đâu. Chị cũng đâu có ăn gì đâu, sáng là qua đây nha. Đợi con nhỏ này nó về cái nó giao một đống phiếu rồi nó giao một đống hàng sao dám về ở đây thì nó ăn rồi mới nấu nồi này nè. Ăn đỡ với quẹt ca trà đường đó chứ chưa vậy chứ mà no á không đó có rồi dắt em chạy xuống là anh thấy phiếu còn đây cái anh mới rủ qua chạy đi vòng vòng cái thế gì mà nó bắt đầu mới bay đi vòng vòng luôn chứ không ta tính ở lại luôn chứ đâu không ai gì chứ biết gì chứ tự nhiên bả em biết gì nó gì trời giờ này có là chuyện nào lãnh phải như vậy nè. Cũng tại mình với ông cố mày giúp cuộc mày thấy có còn cái gì không. Ừ đúng rồi đó cũng cho mình anh phiếu đi.
Rồi có gì cái em gọi cho chị. Rồi cảm ơn. Sắp tới chắc còn gặp nhiều đó. Dạ. Tại vì biết sao em thì không có rảnh. Em thì đi xe. Không, em liên lạc mà phải trước một tuần. Trước một bữa hai bữa gì đó bắt đầu em bước người đi. Bước người đi theo xe mình mới đi vòng vòng đi. Bữa nay là em mướn người ta đi đó. Rồi em mới nghĩ đi xe gì chị? Em đi xe buýt. Đi xe buýt. Rồi em mướn người ta đi rồi em mới nghĩ nè cho em mới có ở đây chứ không thôi giờ này em mới về tới nhà. Em đi trong giàu lắm vậy. Ví dụ như chồng nó lái xe. Lấy thì biết. Nó đi theo gấp vé. Ừ, gấp vé. Ở trên đó chị có bán nước, bán gì nữa không? Trên xe đi không? Dạ. Ở trên Sài Gòn này có cái vụ mà bán nước này kia bán trên xe luôn. Vụ bán nước luôn. Nóng mà bán kiếm thêm được nhiều lắm á chị. Nước lạnh, nước ấy rồi hay bán tới áo mưa kẹt dạ. Người ta vẫn bán luôn. Bán trên xe biết luôn này mà nhiều lắm. Mà sao có cái tiếng này nè. Ngọc, cái tiếng này nè từ đây về tới Long phải không? Mấy đứa nhỏ lên là bị chặt hết. 7 tuổi là nó tính vé người lớn nè. Không có tính vé người lớn nhưng mà nó lấy vụ. Ủa là những cái xe đó là xe riêng của chị hay là sao? Xe riêng. Ủa được hoạt động chưa? À, mình giống như mình mua xe rồi mình đăng ký vô hợp tác xã. Đăng ký thôi còn ngoài ra là mình tiền là mình tự thu ấy hết. Tiền là giá vé ở hợp tác xã nó đưa ra. Rồi phải có chia phần trăm hay là gì cho bên hợp tác xã không? Mình chỉ đóng tiền tháng, tiền bến cho nó thôi. Về đi riêng. Tự này tự làm. Chứ nó không theo một cái dây chuyền giống như là ở giống như ở trên Sài Gòn đồ á là nhà nước nó hỗ trợ thí dụ như anh chạy ngày đó 100 lít dầu ha thì nó chịu 80 lít là mình chịu có 150 ngàn tiền dầu đó mình chạy như mình ăn biết mà liệu nó là mình chạy thí dụ như 100 lít dầu là mình chịu 20 lít nó chịu 80 lít bởi vì cái giá cước ở Sài Gòn nó rất là dạ đúng rồi là ưu tiên cho sinh viên học sinh còn mình ở quê này là nó không hỗ trợ cho mình cái gì hết nó chỉ là tính đi mà mình nó ra cái giá cước nhiêu hay là mình cứ thu nhiêu vậy đó rồi mình về mình đóng bãi đóng bến đóng đủ thứ tiền phí hết trơn. Tết nó có lên không? Tết nó lên 2000 bắt đầu qua Tết qua một từ 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 đây sắp tới cái gì nữa dạ rồi con xin chú không đi luôn hai đứa cảm ơn chị luôn ở đây họ đạo cũng mừng rất nhiều quà rồi cảm ơn dạ chị em về luôn Yeah. Có cái Zalo Viber cái số của em luôn á. Còn YouTube tức chị Facebook đi. YouTube thì chị sắp tới em đăng cái clip. Em đăng cái clip lên YouTube kênh Kiều Tử nãy. Mở máy em bỏ nhà. Với toàn miền Tây. 941. Tên gì? Tên gì? Zalo tên gì? 18 này. Cũng cái số điện thoại của em. 0919718718 này là số của em nha. Facebook em không? Chết rồi. Facebook em.